Ok, điện tử tò mò xin mến chào các bác nhá. Chào mừng toàn thể anh em trở lại video thứ hai hôm nay ngày 17 tháng 9 năm 2020. Bên em tiếp tục giới thiệu và test thử chất âm của một cặp loa Mỹ. Vâng, trước ống kính toàn thể anh em, đây là một cặp loa bãi Mỹ. Loa này có tên là JBL và mã của sản phẩm là MR826. Loa này được thiết kế một bát 40 và một mid tép kèn. Nó bát được sử dụng từ 19 côn 76 màng giấy gân vải. Và cặp loa này bên em chào bán với cái giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi audio. Vâng, cam kết với các bác cũng như là toàn thể anh em, cặp loa này bên em bao zin nhá. Cặp loa này còn nguyên bản anh em nhá. Nguyên bản đấy. Bát tép phân tần lòng phèo. Bên em bao zin, bao xịn cho anh em. Vâng, thì cũng chia sẻ với anh em. Và cặp loa này... nó chỉ có một cái chút lỗi anh em nhé, là vận chuyển, trên đường vận chuyển về ấy, các bác ạ, thì cái cạnh loa này, cái cạnh của cái quả loa này, thì nó bị va đập, nó bị mẻ một chút, là bên em đã cho thợ họ làm rồi, rất là đẹp rồi, đấy, cạnh này này, đấy, cái cạnh này nhé, cặp loa này rất là nặng. Và em cũng đọc cái thông số chiều cao của cặp loa này để các bác cũng như là anh em nắm được cái chiều cao của cặp loa JBL MR826. Cái chiều cao của thùng là 1m02 và chiều rộng là 70cm, chiều sâu của loa là 40. Và trọng lượng cân nặng của mỗi thùng này nó khoảng vào trên dưới 50kg. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho anh em. Thì nó chỉ có một chút lỗi như vậy thôi, một chút tẹo tiều teo. Đấy, cái cạnh này bên em cho thợ làm rất là kỹ lưỡng rồi. Ok, sơn còn nguyên bản nhá. Đấy, nguyên bản đẹp mỹ man. Vâng, em bên em chào bán cho anh em với cái giá 15 triệu đồng cho một cặp loa bãi Mỹ JBL MR826. Và mọi nhu cầu các bác cũng như toàn thể anh em hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ điện tử đám hoa tại thị tứ xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ok, bây giờ em test thử chất âm nhá. Đã ngồi